Quý vị đang theo dõi chương trình phát hình live của Lê Đức Sài Gòn TV trên băng tần 57.7. Chương trình hôm nay nhận được sự bảo trợ của Magic Bangko. Bên cạnh chúng tôi là anh Đo Nó Trần. Như thường lệ, gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến tình hình địa ốc trong tuần. Gửi lời chào Đo Nó Trần hôm nay. Hôm nay chào Hoàng Trung Thụy. Một lần nữa xin được kính chào quý vị khán thính giả. Khi nào thì những cái nhà bình thường ở Garden Grove và Westminster sẽ lên 1 triệu đô la thôi anh? Cái đó thì mình đã nói mấy năm về trước đúng không? Mà bây giờ là thấy nó cũng gần sắp xỉ rồi. Tại vì giờ 1.100 square feet mà đã 600 ngàn rồi. Thì thử hỏi nhà, nhà 2.000 square feet thì nó là bao nhiêu? 700. Thành ra 800, anh thấy là nó đã sẽ rất từ là gần. Chắc chắn nó sẽ lên. Thì vì cái tình hình như vậy, thành ra bây giờ người ta mới nói rằng là dựa theo những cái dữ kiện như vậy, thì nó đắt quá. Thì cái nhiên là những người nào có thể afford nổi. Thì bây giờ người ta nói là những cái người á, ngày xưa tụi trẻ mà nó mua nhà, ngày xưa mình nói là khoảng 20 mấy 30 đúng không? Bây giờ nó là phải từ 30 đến 35 trở lên. Ổn mà định anh rồi mới đó. Ổn định rồi. Thì anh cứ nhớ vậy nè, 18 tuổi anh mới bắt đầu vào đại học. Anh học 4 năm sau là anh là 22. Mà bây giờ anh 30 đến 35, tức là anh phải chờ at least 8 năm đến 10 năm nữa. Thì nó mới anh mới ổn định mua được nhà. Thành ra cái số người mà đi học ra trường ra bây giờ đi thuê hoặc là ở với bố mẹ rất là cao. Thành ra đó là cái market bây giờ. Mặc dù là tháng 12 trên 80% những nhà kinh tế ra tuyên bố là tiền lời nó sẽ lên. Nhưng mà dù cho tiền lời nó lên chăng nữa cái giá nhà nó cũng không có xuống nhiều. Tại vì như anh biết bây giờ nó quá cao rồi. Nó quá cao còn hơn trước lúc mà cái crisis cao hơn 2006. Đúng. Thành ra bây giờ đó, thì bây giờ cái trend nó là như thế nào? Cái trend tức là những người nào mà sau 8 năm, 10 mấy năm người ta đi làm rồi, ổn định rồi, thì lương người ta rất là cao. Thành ra cái tendency của những người 30-35 thì người ta sẽ mua những nhà luxury nhiều hơn. Đó, thành ra những cái nhà mà affordable này nọ thì tụi trẻ nó có vẻ không thích. Thí dụ như bây giờ tôi vừa nói anh xong 1.100 square feet mà 600 ngàn là tụi nó đâu có muốn coi nữa. Mình thì ok nhưng mà tụi trẻ nó bảo trời nhà thì cũ 1.100 không thích mua nhà cũ đó. Thành ra cái trend đó là anh sẽ trong tương lai anh sẽ nhìn thấy là như vậy. Thưa anh Donald Trần, tuần trước chúng tôi câu hỏi cuối cùng rất tiếc là anh không có thời giờ để trả lời về vấn đề những cái chuyện môn đăng hộ đối những người trẻ bây giờ đó, cái chuyện mà những người trẻ càng ngày càng lấy vợ đó, có lập gia đình nó trễ hơn anh để ý. Thậm chí có những người họ nói là độc thân. Rồi khi mà lấy vợ đó là bên phía vợ đòi hỏi là thằng con rể mình phải có nhà, hả, con của con trai đó, thằng đó nó có nhà cửa này nọ không? Thì các cậu con trai thì cảm thấy lo lắng. Bởi vì không có nhà rồi mang vợ về đẻ con đẻ cái nữa thì khó khăn. Thì cái vấn đề thực tế hiện nay nên chờ cho đến khi mua nhà rồi lấy vợ, hay là tại sao hai người không bắt tay nhau để mua nhà xong rồi từ từ xây dựng tổ ấm? Mặc dù là chưa có chính thức, mặc dù anh nói là có bộ hơi khó khi mà bên phía vợ không đồng ý chuyện mà ăn ở với nhau mà chưa có lấy nhau. Thì mình có đề nghị là tại sao ban ngày thì có thể làm việc chung với nhau nhưng mà ban đêm thì mạnh ai về nài nấy. Anh có những cái biện pháp nào để giải quyết được tình trạng này không? Cái situation này á, là cũng có nhiều người bàn tới rồi mà nó đã xảy ra rồi. Thì văn phòng nhiều khi cũng cho một số ý kiến. Nhưng mà nghe để biết được cái situation nó như thế nào. Thì sau đó thì tùy theo trường hợp của mỗi người rồi về ra bàn. Thì tôi có qua những cái cuộc gặp gỡ của những người trẻ và những cái bố mẹ người trẻ thì nó rớt vào những cái trường hợp sau đây. Là thứ nhất là nhiều khi bên gia đình của nhà gái lo quá nhiều cho người con. Cũng có nhiều lúc con gái quá. Đúng, tại vì bây giờ nó thiệt tình ở đây á, con á, hiếm. Một đứa, hai đứa, ba đứa còn đi hết trơn rồi. Đó, 20 đứa là nhiều. Mấy đứa đúng lại. Mà trong gia đình đó không những thế, còn có những trong dụ có ba người con mà hai đứa thì nó ok, còn đứa thì cứ làng ngàn nó ở đây. Thành ra bố mẹ là cũng hơi thiên vị một chút. Tại vì tụi kia nó có gia đình rồi, nó thương vợ út. Chồng nó mua rồi. Thì đứa này nhiều khi không phải đứa út nữa, nhiều khi đứa giữa hoặc đứa đầu nó lạnh àng, nó chưa lập gia đình thì nó lại phải giúp cho nó để cho nó có thể
tự lập. Mà muốn giúp cho nó, mà nó lớn tuổi rồi, thì thường thường cũng nên mua cho nó một cái nhà để cho nhà gái nhìn vô thấy này nó có nhà, thì nghĩa là mới gả con gái người ta cho. Đó là cái chuyện như vậy. Đấy, cho nên tức là anh đã thấy, tức có là cái gọi gì là trade off. Tức là anh đã lớn tuổi rồi, anh phải có cái gì khác để anh complement cái chuyện anh ấy. Thành ra cái chuyện này là không phải cái gì lạ cả. Thì nó như thế này, tất cả đó, cuối cùng đó, đều là tùy thuộc giữa hai người với nhau. Bố mẹ chỉ là phần tử để giúp thôi. Ok, nhưng mà thường thường bố mẹ giúp để cho nó có cái điều kiện để nó lập gia đình, nhiều người để ý tới. Còn bây giờ anh đã không có nhà, anh còn lách thách lang bang, không có gì cả, việc làm không ổn định, không ổn định nó thì nghĩa là anh chỉ có chết thôi. Không, thành ra bây giờ như thế này, cuối cùng mình phải làm một cái gì cho nó fair cho cả hai bên. Thì bố cả hai bên á, thì bây giờ mình phải ngồi xuống, mình lập ra một cái quy trình, mình plan, ví dụ như 3-5 năm tới mình mới có đủ tiền lấy vợ. Thì có thể mình build cái gia đình ngay từ bây giờ, mặc dù là mình chưa official đó. Hoặc tôi nhìn thấy có một gia đình là gia đình gái, bên gái thì muốn giúp cho đứa con gái mình có một ổn định để nó kiếm một tấm chồng. Mà ông chồng người này thì cứ lèn en mãi. Thì bởi vậy thành ra mình phải mua nhà làm sao để protect cho cái cô đó. Tại vì nếu không thôi, anh này đi mua nhà chung với cô này ra mốt đi ly dị thì mất tiền, là mất cái nhà, mất một nửa. Thì nó là cũng tội nghiệp cho bên bố mẹ vợ. Thành ra cuối cùng thì tôi mới nói rằng là cái gì đã cũng có một cái làm gì cho nó fair, toàn vẹn. Đó, toàn vẹn mà phải tính trước từ đầu. Thì mình ngồi xuống mình tính. Thì trong trường hợp mình tính như vậy, nếu một trường hợp mà hai người rủi ro và ly dị thì như thế nào, thì mình phải làm mua cái nhà với nhau như thế nào. Nó có cách cả. Nó đều có cách, nhưng mà phải hiểu rõ, hai bên phải hiểu rõ làm để khỏi bức xúc về sau. Mà thông thường bên Mỹ thì nó ký một nó gọi là prenuptial agreement. Ok. Còn bên mình á, thì cái đó này nó hơi kỳ cục. Tại bộ trời sao lấy vợ mà sao tài sản này tính toán quá. Rồi hoặc là nhiều khi á, lấy nhau rồi nhưng mà lại cũng có lúc đầu thì chưa lấy nhau không để ý tới. Thì mình lại phải ký một cái post, thì nó post nuptial. Đúng rồi. Nó cũng khó khăn. Thành ra chi bằng mình cứ bày ra mình nói chuyện. Mình cứ tham khảo rõ ràng xong rồi mình tính, thì cuối cùng tôi nghĩ là cái gì mà làm cho nó fair thì nó tốt hơn. Thì hai bên đều contribute 50% thì nó là hay quá. Thì nghĩa là không phải sức bức xúc, nhưng mà không phải ai cũng fit vô trong cái 50-50. Thành ra chịu khó ngồi xuống mà để tính toán cái này để mai mốt. Tại vì khi mà đến bước chân đến divorce rồi á, thì nó rất là đắng cay. Thành ra nhiều bên là tức, cứ xu cho tối đa, mặc dù biết là xu là chỉ có luật sư hơn tiền. Nhưng mà theo cái phương án của anh đó, kế hoạch đó là tính từ bây giờ. Bởi vì ngay bây giờ mình không tính đó thì sẽ không bao giờ có nhà mua được nữa. Vì lý do mình không biết được cái hoàn cảnh tài chính của bên vợ cũng như bên chồng như thế nào, phòng nhà trai nhà gái không biết được. Đôi khi đó thậm chí đó là bố mẹ cũng không có khả năng để lo cho con cái nữa. Thì có nhiều như trường hợp đó thì hai người mua nhau nhưng mà không có về ở cái nhà đó. Đó. Tức là mạnh người nào để xong lấy cái nhà đó cho thuê. Xong rồi khi nào mà hai người lập gia đình á, thì chính thức rồi thì lấy lại cái nhà đó để ở. Thì tự nhiên có một số vốn cho hai vợ chồng. Thành ra trong trường hợp mà có như vậy á, nếu mà thực sự mà chưa lấy nhau thì cứ nên mua nhà cho thuê, nó tốt hơn. Và thậm chí có trường hợp đó là vì lý do nào đó họ có khả năng họ để cái nhà đó vẫn cho thuê như thường, họ mua thêm cái nhà thứ hai nữa. Đúng. Nhiều khi cái số phận hai người hợp nhau như thế nào, hoặc là đến lúc đó tự nhiên bố mẹ lại có dư giả tiền bạc hỗ trợ cho các con. Tôi rất có nhiều trường hợp đã làm như vậy, tức là mua nhà chung và cho thuê, xong rồi về sau tính là sẽ vô đó ở. Đúng, lúc đầu là như vậy thôi. Đấy. Nhưng mà về sau thì cái nhà đó cứ trả mấy năm rồi nó tốt quá, cho thuê vẫn tốt, thì về sau lại hai người này cũng học xong rồi cũng ấy là cũng lập gia đình, rồi sau đó là thanh toán ở chung với nhau mua nhà mới. Còn có nhiều trường hợp thì tôi biết rằng là sau khi học xong á, thì nó có cái student loan, nhưng mà at least mình có cái nhà đó để mình refinance được, để mình trả bớt cái student loan của mình. Tức là rất là nhiều trường hợp, tôi đã chỉ những cái trường hợp như vậy. Anh, cái tình hình địa ốc hiện nay như thế nào? Những người mua nhà lần đầu tiên họ phải đương đầu đối phó với những trường hợp các người khác nhảy vô mua cái nhà, cái chuyện nó cạnh tranh như thế nào hiện nay?
Nó thực tình anh ấy, cái sự cạnh tranh ấy, thì nó như thế này. Ngày xưa đó anh chỉ nghe đấy hai danh từ là nó gọi là buyer market, tức là thị trường bây giờ nó thuộc về người buyer hoặc là cái thị trường của người bán. Seller, người bán đó. Nhưng mà anh biết là short sale for close á, short sale cái thời đó xong rồi cũng ít rồi rồi. Nhưng mà vẫn còn cái những nhà short sale vẫn thành còn. Ra bây giờ nó mới đẻ ra cái nhà short sale, bây giờ giá nhà nó lên thì nó không có work cho, tại vì anh short sale thì anh không có giúp cho anh seller tí nào cả. Thành ra bây giờ nó đẻ thêm một cái nữa, nó gọi là lender market. Tại vì người lender sẽ quyết định cái giá bán. Đó, thành ra nó bán rẻ nó không muốn. Tại vì tình hình giá nhà cao, nó càng ngày nó càng đi lên. Mọi người tranh nhau thành ra lại thêm cái đó. Lender market. Đúng rồi. Thành ra khi mà anh lender market anh đưa một cái giá ra thì nghĩa là bây giờ mình phải mua như thế nào, mình phải deal với như thế nào. Đó, mà cuối cùng đã ra đó là tôi vừa nói với anh xong, tức là vì bây giờ nó lên quá cao mà nó có thể xuống bất cứ lúc nào, thì bây giờ đa số những người mà tôi biết được thì có những người người ta cũng rất là cần đó, cũng cẩn thận. Có nhiều người thì người ta bảo thôi mua nhà lâu quá rồi, không được thôi cơ kệ đó, cũng 600 cũng cố. Nhưng mà có nhiều người tôi khuyên đó, thì người ta hơi khựng lại một chút. Tại vì tôi thấy nhà 100.000, 100 square feet mà mua 600.000 trở lên nó hơi mắc, quá mắc. Thành ra tôi khuyên. Nhưng bây giờ không mua thì không biết bao giờ mới mua được. Thì anh khuyên như thế nào? Thì vừa vậy, nhưng mà cái gì nó cũng người bán nó cũng có nhiều loại người. Có nhiều người thì cần bán, người ta bán đúng giá. Có nhiều người thì hét đòi quá nhiều. Có nhiều người, thành ra đại khái là cũng nó khó khăn hơn. Thành ra cái người địa ốc phải work harder để giúp cho cái người mua nó được đúng giá. Thì như là trong bao nhiêu năm tôi nói chuyện với anh á, thì tính tôi thì tôi phân tích nó rõ. Rồi người ta hiểu, rồi cuối cùng cái người mua người ta theo cái gì mình suy luận. Mình cho người ta biết cái lối suy luận của mình, xong rồi người ta mới dựa theo cái đó người ta quyết định. Thì so far tôi giúp lại rất là nhiều người thì không có người nào mà hối hận là vì mua cái giá nó quá cao. Tại vì mua quá cao nó còn có ảnh hưởng khác nữa là cái appraisal nó không tới. Thành phải ra móc cái người móc tiền túi ra để đắp cái khoảng trống đó. Thành ra nó cũng khó khăn lắm, nó cũng mệt mỏi lắm. Nhưng mà rồi nó cũng vượt qua. Nếu mà trường hợp nó vượt qua, tại vì anh phải biết là cái giá nhà để cao quá thì số người mà chịu khó mà đủ theo cái đó cũng ít đi. Thưa anh, ở quận Cam này còn nhiều cái căn nhà, có tôi thấy có nhiều khu đất tốt lắm, đất vẫn còn rộng đó. Nếu mà mình chủ trương mình sẽ phá cái nhà cũ hoặc là mình xây dựng thêm thì có đủ thời gian để mình tìm hiểu là cái khu đất này có cho phép xây thêm hay là làm cho nó rộng ra không? Dạ vâng, như anh biết đó, là cái city code đó, là nó thay đổi hoài. Tại vì nhiều khi cái population đông rồi ống nước không chưa có xây rồi chưa có đủ rồi số người quá đông nó ảnh hưởng đến cái infrastructure chung cái ảnh hưởng chung đó, thành ra hạ tầng cơ sở đúng đó. Rồi hạ tầng cơ sở, bởi vậy thành ra nếu mà trả lời mà rõ ràng như bây giờ là được là không ấy là khó, rất là khó. Chỉ có một cách duy nhất thôi là cái đó phải check with city, tại vì chỉ có planning đúng department rồi. Người ta mới có cái câu trả lời chính xác. Anh mướn contractor hay là những người nào lên người không ta cũng phải đi. Check city thôi. Đúng rồi, cũng phải lên city. Phải lên city thôi, thành ra chỉ có city mới quyết định được như vậy. Có cho phép là sẽ được nới thêm bao nhiêu square feet nữa. Đúng, nhưng mà để tôi kết luận như thế này. Khi mà anh muốn mua một cái miếng đất lớn, rồi anh phá đi anh sập lại. Đa số những người đó là những người nó gọi là builder hoặc là developer. Người ta muốn phá đi ta xây, để ta bán đi người ta lời nhiều. Mình thuộc cái dạng không phải là cái đó. Tại vì sao? Tại vì khi mà phá sắp hết đi ấy, mình xây lại nó là new construction. Có nhiều thành phố nó bắt đóng mấy cái bond cho trường học. Lại phải đóng thêm cái thuế đó nữa. Nhiều thứ lắm. Nhiều khê lắm. Bởi vậy thành ra thông thường những người nào mà tôi đại diện tôi mua nhà mà mua để ở thì tôi nói là cũng đừng có nên phá. Cũng đừng nên phá là tại vì thích muốn phá đi xây lại từ A đến Z. Nhưng mà mình tránh được mấy cái school bond, mấy cái đó thì mình không được phá. Thì còn phá cái trên xây thêm cái tầng nữa thì
Mình xây thêm tầng lầu nữa thì sao? Được, không sao, mình cứ xin phép. Đừng có phá giới. Tức là anh lên bỏ vệ thành ra. Anh thấy nhiều người mua một miếng đất có cái commercial building ở đó, nhưng mà nếu mà xây đi hết và phá sập hết đi ấy, thì nó là thuế nhiều lắm. Đấy, thành ra nhiều khi ta giữ lại một cái tường thôi. À? Thì nó cũng vẫn là cái đường cũ là... thì là đó là cái trick. Thì bây giờ cái nhà mình cũng vậy, có thể mình nới khúc này nới khúc kia, nhưng mà mình phải coi cái thế nhà liệu làm như vậy nó có lợi hay không. Thành ra khi mà anh đi mua nhà với tôi thì tôi có cái ý kiến, tôi cho ý kiến là cái nhà này nên làm cái gì, nên làm cái gì. Hay quá đó. Thế đó lý do mà tại sao tôi phải chọn anh Donald Trần để làm người tìm kiếm, không phải là chỉ mua cái nhà ở nữa, mà nhiều khi tôi thấy nhiều cái trường hợp 1.100 sao anh ở, anh phải làm ít nhất 1.600, 1.800 phải không anh? Đúng rồi. Có được 2-3 phòng ngủ, chứ còn 1.100 thì quá. Thôi thì quý vị cứ liên lạc với anh Donald Trần, có văn phòng trên đường Euclid và Edinger, Magic Bangkok. Cảm ơn anh rất nhiều và hẹn với anh vào tuần tới. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Trọng Thị, và chừng 2 tuần nữa thì mình mới biết là ai là sẽ là Tổng thống nước Mỹ. Yeah. Xin trân trọng kính chào.